sắp hết sự kiện rồi. Đây 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 đây, trời đất ơi. Đấy. Đây 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 đây. Tuyệt vời đấy, đấy. Cậu à, đây là của tớ. Đây là của tớ, không phải của cậu đâu. Xin nha. Đây mọi người, hello tất cả mọi người nha. Chào mừng các bạn đã đến với clip mới nhất của mình. Cái này không phải mình cướp và mình sợ người khác cướp. Đó. Ồ, đây thêm trái nữa à. Trời. Không, tới 3 không kịp rồi. Không kịp thì đi tới 2. Tới 1 chứ, nhầm. Đấy, cái này là mình sợ người khác cướp. Mình đã dùm. Mình đã dùm nhé. Đó, không có phải cướp đâu. Đấy, thế là được 2 trái. Thơm 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 thơm. Trời ơi. Ở đây thì chắc là mình nói là sự kiện đá banh này thì mình nói không phải là nó dễ nha. Và đối với những ca mới, ca những người chưa có chuyên về đá banh đó thì mình sẽ thấy nó dễ. Nhưng mà nếu mà nói những ca mà chuyên rồi thì cướp không có được các bạn. Người ta canh từng mm luôn á. Nên sự kiện này chủ yếu là các bạn được thì các bạn đi gạo những ca mới sẽ ok hơn. Nó vui hơn đấy. Ấy trời ơi, nên chả làm gì được mày đâu. Cái này thì mình lên đây cũng thời gian rồi. Và kiểu nó cũng không có gì đặc biệt các bạn. Đi gà khó lắm. Mình làm biến ca này luôn. Lâu lắm rồi. Với lại lâu lắm rồi mình mới đi gà ca này. Kiếm thêm trái nữa nè. Đấy rồi ơi cậu ơi. Cậu ơi. Đây 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 các bạn. Đợi hóng cái nữa. Gọi đá xéo. Đá xéo qua bên mình. Định mệnh đưa đẩy ta về nhau. Sao xa vậy? Sao xa vậy? Hay là mình... mình xúc lên nhé. Ừ. Mình xúc lên được các bạn. Hay mình đợi. Đợi xíu. Nếu mà bạn ấy đá ngay thì mình lập luôn. Trời ơi. Hello. Hàng này lâu lắm rồi mình mới gạ đét. Tại vì kiểu gạ lâu quá khó. Nói chung bây giờ kiểu các bạn lên được tầm 5 mờ lính là các bạn đi gạ đét rồi. Nhưng mà mình 5-7 mờ lính này. Hàng này mình 7 mờ lính nha. Các bạn lên tầm như nhiêu đó là các bạn đi gạ đét chơi solo thì ok rồi đó. Còn nếu mà rally thì tầm khoảng 20 mờ là đi gạ đét được. Cháy thì mình lên lại thôi đó. Mình đừng quan trọng về cái việc cháy hay là không cháy. Bây giờ thánh đường nó cũ hết rồi. Ôi trời ơi. Thánh đường nó cũ hết các bạn. Nên chuyện cháy hay không nó cũng không quan trọng lắm. Cùng lắm nó thiệt hại một vài trăm ca quá lắm một mờ. Mình nói thật quá lắm nó một mờ. Ok. Mình sẽ giúp bạn ấy. Mình sẽ giúp bạn ấy. Đấy. Quá lắm thì một mờ. Các bạn zero ấy. Chứ không vấn đề các bạn. Trời đất ơi nó đã bắn ngọc sự. Ơi chưa em chưa có xong. Rồi, ủa thằng khác bắn đậu xanh điên gì kịp không tới cho cậu. Không cái này là không ha rồi tới nơi luôn rồi tới nách luôn rồi trời ôi chấp solo các bạn 176 mà không khả năng không phải chấp hên xui các bạn nếu mà chấp cao chấp lớn hoặc là sát cao luôn đấy rồi ôi ai vậy hello chào cậu 796 tầm này đồ không cao các bạn chắc chắn là đồ không cao nhìn phán đoán thôi đó trời ơi các bạn nhìn thì giờ nếu mà bình thường nha nếu mà một fan bình thường kiểu nó là CHV chả nhớ lên đây gì cái lý do gì Lysike tên của mình là Lysike mình không có đồng địa gì mấy bạn tên Ly đâu nha mình cũng không phải vấn đề gì tại đặt chơi thôi mấy bạn kia chu Ly bởi vì đặt này mình lấy tên là Lysike chơi chắc vài hôm nữa đổi tên để đụng chạm ơi nãy giờ mình sớm giờ mình đá được hai mấy ạ kia làm biến gà khó cứ này giỡn ngay vậy một lính quầy ô mén gì vậy hello mén hello trời ơi tặng tướng mà không lấy ổn lắm mày khứa tao bao trời ơi nãy giờ nó phá một lính hoài các bạn ôi trời ơi nè 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 cuồng chiến hả con tao bót cho hang để qua đánh mày nó đang farm nhà quan các bạn nó mất tướng rồi nó đi farm nhà quan nó chửi mình nãy giờ luôn
nó chửi mình nãy giờ luôn, cái tội mắt tướng, mắt tướng nó chửi quá trời, mình ghét mình bó tên nó lên, lướt lướt đại gặp nó. Ôi trời ơi cậu ơi, thấy chưa, ngứa mình hả con? Lý xì ke trình diện có mà hả cậu ạ. Bây giờ mình sẽ thả tướng nha, mình không có giữ tướng nó được, chắc chắn là mình sẽ không giữ qua đêm này kia được đâu, nên bây giờ thả luôn đó, để mấy men kia giữ đi các bạn. Mình không giữ được nha, hạt mình chấp solo, mình sẽ không ít khi nào mình cũng, bây giờ mình không có thời gian nào mà canh nó solo luôn chứ nó đâu có rally rẻn lắm, nên ai giữ được thì mình cho giữ luôn đó, tiện thể này các bạn. À để coi coi đây nữa nè, ôi hàng xịn xịn một đống luôn, không có nha, không có. Đây đây nó đây, bắt rồi bắt rồi, chắc sắp tới lượt mình rồi đó. Hero good job bro, hơi ráng nha, bắt đầu hơi rung, chắc chắn là có thể là khi nào nó đụng đĩa tới mình luôn. Chu cho má ơi, đồ nó xịn kìa, gì vậy? Bắt đầu hơi rung, ngon rồi ngon rồi, tầm này có kèo rồi. Đây trời ơi, trời không tới bảo mà, tới bảo mà cậu ơi, cậu ơi đâm kỹ nù má cái gì vậy, kỹ mà vẫn cháy mà đít cung lắm á. Từ 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 từ, trời ơi chết tôi rồi, rung tay chữa một cái 3 ngày mấy luôn rồi, gần 4 ngày luôn. Không test thật sao, test không sao. Ôi đúng trận mà vẫn chết nhão một khúc luôn. Ê ê ê ê, từ 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 má ơi, rồi luôn tăng tốc bộn, không đổi kịp à, không đổi kịp các cầu ạ, không đổi kịp. Thôi nghịch lính rồi, nghịch lính một phát rồi, như là full bộ T5. Mid hả, mid thì mid, mid thì để cung. Chết rồi, chết tớ rồi, chết tớ rồi. Bây giờ chữa lính thánh đường lui ra. Trời ơi lên cấp luôn, ảo liệt má. Chết tớ rồi. Ủa sao mít mình đánh thốn gì vậy? Rồi luôn, lại cũ à, từ từ. Nè, chờ tăng tốc 75, full bộ T5 luôn. Full bộ T5. Đau nữa nè, nó thích đánh bộ, nó biết mình, nó biết mình đét cung rồi, đợi chân kỵ cho chơi, cầu nguyện cho phát nữa, thanh đường tràn dữ lắm. Trời ơi còn 53 lính, nuốt không được đâu, nếu mà nuốt là nuốt không được đâu, chắc đét được phát nữa là mình sẽ nghỉ đấy. Mày coi coi coi, thấy chưa, bộ nữa tao biết mày ăn được, ăn hoài mà vẫn cháy, không đét được rồi. Hoài hết lính rồi, mình hết lính rồi, 5M3 không đét được. Đồ nó cao quá. Hồi nãy nó thuận lính luôn mà vẫn cháy, là mình thấy là từ phát đầu thấy nó đen rồi. Không được các bạn, nghỉ. Nhiều thôi, không đét được nữa. Đây đét nữa lỗ. Ôi, còn 4M9. Trời đất ơi. Trời ơi, cầu ạ. Wow, wow, wow. Đồ nó cao lắm. Cái độ chênh lệch của mình nó cao với thằng đó quá. Ngay phát đầu mà nó đi kỵ mình đét cung mà là mình thấy trời má, nó đổi đồ cung luôn kìa. Trời ơi mấy má xịn dữ dằn vậy. Trời ơi cái này đồ, nó đổi đồ rồi, bộ nãy mới đúng, cái này đổi đồ cung rồi. Ui, trời cấp ban phước tùm lum tà la chứ, sao nhà với cấp cổ vật nó cũng cao lắm các bạn. Nói chung là độ chênh lệch thì mình thấy nó cao rồi, thằng đó nó có đánh không ta? Pico này, Pico có đánh nha, có đánh. Đây này có đánh nha, nhưng mà không sơ được đồ, chắc có thể là đồ không thấp lắm đâu, ít nhất là không, sẽ không thấp đâu. Ôi trời ơi cái đồ trên lệch mình nó hơi cao, chắc do đít gà. Cháy rồi má ơi, không biết có cái nào khói không. Đây một phát đầu cháy nha đó. Thôi nãy nó đổi rồi, các bạn có thể nó tua lại đoạn trước nha. 290 thuận lính mà nhả 58k mà vẫn cháy là thấy thua rồi. Cái này là thuận lính, nó đâm kỵ mình đét cung. Mé tốc độ vãi nhức nách thiệt, nó không các bạn, T5 nhiều lắm luôn, nó đâm T5 khá nhiều. Rồi lính mình nè, nói chung là mình lên bao nhiêu thôi, mình tính để lực thấp. Chúng nhả
giết 198 KT5. Trời ơi, phê liền. Quá ngầu cậu ạ. Không, đồ mình sẵn rồi nha. Đồ mình vẫn còn nha. Cái này đây. Đó, nó đi 350 nha. Hụt à. Cái này test bắt thủ lĩnh. Nhưng mà nó đâm bộ. Thằng này nó đâm bộ mà đúng không? Bộ đồ này sao nó đẹp dữ vậy? Đẹp hơn bộ nãy nha. Đây, hình như bộ nãy là bộ nó đâm bộ kia vậy, không có đâm bộ này đâu. Bộ này là bộ đẹp hơn nãy. Chứ cái TK không biết thấp hơn hay cao hơn. Ơi trời ơi, chết tôi rồi. Đây, bắt thủ lĩnh. Bắt thủ lĩnh nhưng vẫn thiệt hại khá là cao. Nó đâm bộ nha. Mình đết cung. Không đổi, thôi đổi trận kịp. Vừa chữa lính vừa đổi thì không kịp rồi. Công trận tầm xa. Thốn đi 600k lính bắn tỉa. Mình cứu được 400 thôi. Lúc đó mình cứu được 400. T5 cũng khá nhiều nha. T4, T5. Ơi, một tướng nẹp. Trời ơi, má nhìn dàn bét khủng hàng chưa các bạn. Ơi trời ơi, cậu ạ. Ơi, ê quên. 360, đi 300 giết. Nhả 14k nha. Phát này nhả 14k. Đó, trời ơi, thanh niên này. Nãy nó test một cái, nó test một cái, ra một cái. Ai dàn bét full các bạn, bét full. Từ nay khay tắt gây. Trời, nó chủ yếu là cung, đáng lẽ để chọn bộ sẽ ngon hơn. Chọn bộ sẽ ngon hơn, vẫn không cháy mà. Trời má, full tướng nạp. Full bét 5, đi cây nhả mấy băng đá. Đau. Không, nói chung là phát này không thiệt hại bao nhiêu. Dở ẹp, thanh niên này cù bóc. Rồi đây tiếp tục cháy. Và phát này nghịch lính. Đây nha các bạn, mình soi lại nha. Đây các bạn, bét nó full nha. Full bét 5. Và full cấp luôn. Đó. Đó, full cấp luôn nha. Trời ơi, phát này nghịch lính nè. Nó đâm bộ các bạn, đồ mình không soi được nha. Tại vì đang đét mình không soi được. Full. Đau quá trời luôn. 244. Phát này thì vẫn nghịch lính nè, mình thiệt hại rất nhiều. Đó. Trời đất ơi, nó chơi full tay năm luôn. Chơi già chơi lại, chơi mình lên đi. Ơi trời ơi, đồ nó chênh lệch với mình quá. Tuy là full bet 5 nhưng mà tướng nạp thì không có full nha, hai tướng nạp. Tay năm nó chết khá nhiều. Tắt gáy luôn. Tôi tắt gáy luôn. Trời ơi, nghịch lít. Đau lòng. Giết, nói chung là mình giết cũng khá khá. Về độ lời chắc mình tính, nếu mà tính ra thì mình xin lời hơn. Tại nó chết T5, còn mình được. Mình bị chết T2, T3, nhưng mà mình thiệt hại nhiều hơn nha. Mình thiệt hại nhiều hơn nhưng mà thánh đường mình sẽ cứu. Đó, phát này thì thuận lính. Nhưng mà giết ít hơn, 193. Đây, vẫn full T5, mình đét kỵ nha. Thiệt hại thì vẫn 850. Phát này mình yếu rồi, lính mình vẫn còn có 5M3 thôi. Đó, trời, thuận lính nha, nhưng mà tại ít lính rồi, hết lính rồi. Nhưng mà đét nữa thì mình vẫn sẽ cháy. Tại vì ngay từ đầu thì mình đã thua rồi. Mình đét từ phát đầu là mình đã thua rồi. Đấy. Nó đâm từ phát đầu và thấy là nó độ mà nó đâm full kỵ, mình đét cung, mình mạnh về cung, mình đét cung mà mình vẫn cháy, là mình thấy là mình đã thua ngay từ đầu rồi. Tôi tắt điện ngay từ đầu rồi. Trời ơi. Ơi, còn 120M. À, cái độ thời gian thì mình sẽ tính nha, mình sẽ xóa mấy cái đơn thư bỏ. Mấy cái thư này là thư rác quá, này test bỏ luôn. Nó không thiệt hại. 20 giờ 59 qua vậy là 28 giây cho phát thứ hai. Rồi tiếp tục tới 49 nè. Đó, 22 giây nữa. Rồi lên trên đây. Đây, lên đây 05 giây nè, mười mấy giây nữa. Đó. Ôi trời ơi. 11. 16 giây. Từ đây lên đây 30 giây. Quá đau các bạn. Tốc độ nó đâm ra khá là kiểu solo hội đồng thôi, hơi ngán thôi. Nhưng mà hạt này nó bị cùi, chủ yếu là 4M9, còn 4M9 nha. Ở đây 1M250, 300. 300 dưới ở dưới 70 nó đi, 70. 70 là 400, 1M650 các bạn. Thánh đường còn 1M650 cộng 4M9. Vậy là mình chết tầm 450.
chết tầm 450 nha, 450 tới 2 tới 3. Chắc là một mớ về tới 2 và tới 3. Đó, trời ơi, phê liền cảm nhận. Chúng mình vẫn còn tăng tốc, mình vẫn còn game với tăng tốc thì mình vẫn lên lại được nha. Đến một phát lên cấp 109 luôn. Ơi ơi, phê. Chết 450 cho tổng tất cả thiệt hại thì mình vẫn chết 450 thánh đường nữa. Đó, thánh đường thì giờ trừ lại nữa mình đã trừ thánh đường rồi nha. Thấy nó đau không? Đây, mình vẫn còn mở tăng tốc với lại game nữa thì vẫn lên được nha, vẫn lên lại như cũ được. Nó tắt ghế luôn, hết ghế luôn. Nó cháy như là hết ghế luôn. Sao bữa nay death hạt, cháy hạt luôn. Ghê thiệt. Ôi rồi ôi. Ôi thì clip của mình tới đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like, một đăng ký, bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Mình cháy mình cũng cảm thấy là rất rất vui.